Mến chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với phần cập nhật tin tức mới nhất trong chiều ngày hôm nay 26 tháng 6. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Xuân Trường chấm dứt hợp đồng với Buriram United Hợp đồng huấn viên Park Hang Seo, đại diện VFF thông tin mới nhất khiến người hâm mộ lo lắng Hà Nội đả bại đội hình Philippines thu nhỏ, báo châu Á chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Xuân Trường chấm dứt hợp đồng với Buriram United. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin mới cập nhật từ tờ Wan phiên bản tiếng Thái thì tiền vệ Lương Xuân Trường đã chấm dứt hợp đồng với Buriram United. Mới đây trang Wan phiên bản tiếng Thái đã có những cập nhật mới nhất về trường hợp của Lương Xuân Trường. Tờ này cho biết Lương Xuân Trường và Buriram United đã nói lời chia tay sau khi tiền vệ người Việt Nam không tìm được cơ hội ở sân trang Arena sau Asian Cup 2019, Lưu Xuân Trường đã cập bến Buriram United và mang theo nhiều kỳ vọng của cả người hâm mộ Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên, tất cả lại không như mong muốn. Tiền vệ của đội tuyển Việt Nam chỉ có được 6 lần ra sân, 4 lần đá chính và 2 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Điểm nhấn duy nhất của tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai trong thời gian thi đấu tại Buriram chính là bàn thắng đẹp mắt vào lưới của Nakhon Ratchasima từ quả đá phạt trực tiếp không được trao cơ hội ra sân nhiều như mong đợi và trước kế hoạch thay máu rầm rộ của đương kim vô địch Thái Lịch, Xuân Trường đã chính thức rời đi. Rời Buriram, nhiều khả năng Xuân Trường sẽ về lại Hoàng Anh Gia Lai. Chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh cũng nhận định rằng hiện tại Hoàng Anh Gia Lai cũng rất cần những nhân tố đẳng cấp để vực dậy câu lạc bộ sau chuỗi thi đấu chưa thật sự ấn tượng. Chính vì thế tôi rất mong chờ Xuân Trường sẽ trở về Pleiku để đá cặp cùng Tuấn Anh để cho tuyến giữa của câu lạc bộ này mạnh hơn và khi lên đội tuyển quốc gia, người hâm mộ cũng yên tâm hơn khi cậu ấy được ra sân thường xuyên. Chuyện hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo đại diện VFF thông tin khiến người hâm mộ lo lắng. Theo kế hoạch, người đại diện Lee Dong-jun sẽ có mặt tại Hà Nội trong tuần này để gặp mặt và làm việc với VFF về việc gia hạn hợp đồng mới với huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi bản hợp đồng đầu tiên đang sắp đáo hạn Do tính chất quan trọng của công việc quyết định mức lương mới cho thầy Park nên phía VFF tỏ ra vô cùng thận trọng khi không vội vàng tiến hành cuộc đàm phán. Trong tiết lộ mới đây, Tổng Thư ký VFF ông Lê Hoài Anh chia sẻ với Báo Thanh Niên rằng VFF đang su xếp thời gian để cố gắng trong tuần này các bên gặp nhau nhưng chưa thể nói đây là cuộc đàm phán mà mới chỉ là trao đổi bước đầu. Như vậy có thể hiểu rằng cả VFF và phía ông Park sẽ có những bước thăm dò lẫn nhau trước khi chính thức ngồi vào bàn đàm phán sau đây hơn 3 tháng nữa. Theo tiết lộ của một lãnh đạo VFF khác, câu chuyện về lương của huấn luyện viên Park Hang-seo là một trong những yếu tố quan trọng quyết định lớn đến sự thành bại của việc gia hạn hợp đồng. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã ủy quyền cho người đại diện đứng ra thương thảo với VFF về những điều khoản của hợp đồng mới trong đó gồm cả chuyện rất tế nhị này, chứng tỏ ông thầy người Hàn Quốc không muốn trực tiếp làm nảy sinh những tình cảm không mong muốn hoặc phải chịu thêm áp lực sau hàng loạt giải đấu đã qua. Các chuyên gia bóng đá Việt Nam cũng như người hâm mộ lúc này đều đang ủng hộ việc gia hạn hợp đồng đi kèm với khoản đãi ngộ mới cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên, mức đãi ngộ gồm lương và thưởng sẽ được VFF cân nhắc sao cho phù hợp với hoàn cảnh của bóng đá Việt Nam hiện tại và phải xứng đáng với những thành tích mà ông Park Hang-seo đã đem lại cho bóng đá Việt Nam và sẽ mang lại trong tương lai. Được biết, bản hợp đồng mới của huấn luyện viên Park cũng sẽ có những điều khoản khắt khe hơn, ví dụ như mỗi bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu đối tác không thực hiện đúng nội dung được quy định trong bản hợp đồng, thậm chí cũng có thể đề cập đến việc đền bù hợp đồng trong những trường hợp cần thiết. Báo châu Á chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất trận Hà Nội gặp CNS Negros Tờ báo Fox Sports Asia đã chỉ ra những điểm nhấn và cầu thủ xuất sắc nhất trận Hà Nội gặp Ceres Legorod ở bán kết AFC Cup 2019. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội FC đã giành được tấm vé chơi trận chung kết AFC Cup 2019 ở khu vực Đông Nam Á với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận. Pape Oma và Văn Quyết là tác giả của hai bàn thắng cho đội bóng chủ sơn hàng đẫy trong trận lượt về. Trong khi đó, Di Dông là người duy nhất ghi bàn thắng cho đại diện tới từ Philippines. Màn trình diễn của Hà Nội FC đã để lại những dấu ấn đáng chú ý. Chuyên gia Aksat Merit của trang Fox Asia đã nhận định rằng Trong trận đấu giữa Hà Nội FC và Seret Negros, dù chỉ mới trở lại sau chấn thương, nhưng Văn Quyết đã để lại dấu ấn khác biệt trong từng pha xử lý. Bên cạnh đó là những tình huống chạm bóng hết sức tinh tế, đặc biệt là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội FC ở phút 64. Đón quả bóng bật ra từ chân của Alvaro Silva, tiền đạo người Việt Nam đã thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật đưa bóng vào nóc dưới của đối thủ. Một pha xử lý cho thấy đẳng cấp và sự thông minh của Văn Quyết. Ngoài một bàn thắng, Văn Quyết đã đóng góp thêm một bàn kiến tạo trong trận đấu giữa Hà Nội FC gặp Seret Negros. Và anh chính là cái tên nổi bật nhất bên phía câu lạc bộ Hà Nội ở trận lượt về bán kết AFC Cup 2019. Nếu viện Bầu Đức quay lại, VFF kém nhất Đông Nam Á. Tiến trình gia hạn hợp đồng giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vẫn chưa có bước tiến triển nào đáng chú ý. Người đại diện của ông Park Hang-seo, ông Lee Dong-yun cho biết, vị huấn luyện viên này có rất nhiều sự lựa chọn, nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên ưu tiên trên hết vẫn là tài ký với VFF vì cảm nhận được sự yêu quý của người hâm mộ Việt Nam. VFF cũng khẳng định sẽ tài ký hợp đồng với ông Park Hang-seo và đang xúc tiến. Tuy nhiên, thông tin trên tờ Chosun Inbo phỏng vấn người đại diện Lee Dong Yun cho biết, vẫn chưa có một yêu cầu cụ thể nào từ phía VFF chuyển đến mình, trong khi phía huấn luyện viên đã chuyển các hồ sơ và yêu cầu của họ đến VFF. Ngay khi thông tin này được đưa ra, cùng với lùm xùm Phó Chủ tịch VFF từ chức, truyền thông các nước Đông Nam Á đồng loạt đăng tải những bài viết thúc giục Liên đoàn bóng đá nước mình tiếp cận với ông Park và nẫng đi báu vật của bóng đá Việt Nam. Trên trang Liputan 6 của Indonesia, cây bút Ninh Chati lập tức đưa tin. Cuộc đàm phán đang gặp khó khăn, đặc biệt về vấn đề tài chính, và đây là thời điểm Liên đoàn bóng đá Indonesia cần phải triệt để tận dụng. Tờ Bola cho biết, nếu hợp đồng giữa VFF và ông Park Hang-seo sớm hoàn thành, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có thể tập trung chuẩn bị cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games 2019 và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Vì thế nếu có được ông Park vào thời điểm này, Indonesia có thể cũng sẽ có sự chuẩn bị tốt ngay trong các giải đấu quốc tế sắp tới. Trang SMM Sport của Thái Lan cho rằng có tin đồn ông Park đang yêu cầu mức lương 50.000 đô la Mỹ, đây là con số quá lớn đang khiến VFF phải suy nghĩ kỹ lưỡng và không loại trừ khả năng đàm phán hợp đồng mới giữa đôi bên không thành công tờ Siam Sport của Thái Lan khẳng định bóng đá Thái Lan có thể trả mức lương tới 100.000 đô la Mỹ một tháng và nên ngay lập tức vào cuộc trước khi vị huấn luyện viên quý báu này tái ký hợp đồng với VFF. Tờ Siam Sport khẳng định bóng đá Thái Lan đang có tất cả, từ cầu thủ giỏi cho đến một nền tảng tốt. Điều họ thiếu duy nhất là một huấn luyện viên phù hợp. Ông Park đang là hàng hot được cả Đông Nam Á chú ý. Tuy nhiên việc không đủ tài chính để tái ký hợp đồng với ông Park dường như không dừng lại ở những đồn thổi. Dấu hiệu đầu tiên và rõ ràng nhất là ông Cấn Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính từ chức. Ông này là người chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc vận động tài trợ, tiếp thị, lại bất ngờ chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu năm 2018 trước hàng loạt ứng cử viên. Trong những ứng cử viên đó, đáng kể đến như các ông Nguyễn Hoài Nam, Trần Văn Liêng, Lê Văn Thành. Những người này đều là giám đốc hoặc chủ tịch hội đồng quản trị của các tập đoàn lớn. Họ thậm chí còn soạn sẵn đề án kiếm tiền cho VFF thiết tha đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Trong 68 đơn vị thành viên VFF, có tới 36 lá phiếu chọn cho ông Cấn Văn Nghĩa ngày đó. Kết quả này như một cái tắt mạnh, một gáo nước lạnh tạt thẳng vào nhiệt huyết của những nhân vật có đam mê, nhiệt tâm nhưng lại là ngoại đạo với VFF. Sẽ chẳng còn ai muốn ngồi vào chiếc ghế nóng ấy, và rất có thể VFF sẽ lại cầu cứu tới Bầu Đức. Tuy nhiên ông Đức cũng không hẳn là người thích hợp nhất đối với chức phó chủ tịch tài chính. Ông Đức có thể bỏ tiền túi của mình, chia ra tấm lòng thơm thảo của ông để lo lương cho ông Park trong thời gian 2 năm hợp đồng với ông Park. Tuy nhiên, ông sẽ không thể càng đáng mãi, và ngoài kia cũng còn rất nhiều người muốn hỗ trợ, muốn chia sẻ gánh nặng ấy, nếu VFF có một cách tiếp cận tốt, khéo léo và mang lại quyền lợi cho những doanh nghiệp cần quảng bá hình ảnh. Vì thế bài toán lúc này là cần một người có khả năng huy động nguồn lực xã hội, thay vì cần một người tiếp tục phải bỏ tiền túi của mình để nuôi bóng đá cả nước. Nếu VFF may mắn có được chữ ký mới bản hợp đồng mới với ông Park thì ngay sau đó chính bản thân VFF cũng cần phải có một cuộc cải tổ để những câu chuyện như bây giờ không lặp lại. Đến thời điểm này, người hâm mộ hoàn toàn có thể khẳng định bóng đá Việt Nam không thua gì Đông Nam Á chỉ trừ một điểm, liên đoàn của chúng ta còn thua xa các liên đoàn của Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore. Và nếu tiếp tục để bầu Đức giang tay cứu giúp, có lẽ VFF phải chấp nhận sự thật rằng họ không biết làm bóng đá cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn